Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài hơn 3.200 km với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, thềm lục địa trải dài từ Bắc tới Nam. Do đó, việc thăm dò khai thác dầu khí là một trong những ngành công nghiệp hàng đầu, đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước. Sau sự kiện tàu Bình Minh 2 và tàu Viking 2, thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bị cắt cáp ngày 26 tháng 5 và ngày 9 tháng 6 năm 2011, khi đang thực hiện khảo sát địa chấn tại thềm lục địa Việt Nam. Tính cấp thiết của việc hiệp đồng chặt chẽ giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đơn vị chủ quản trong việc tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và Quân chủng Hải quân, đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, được đặt lên hàng đầu để các nhà thầu dầu khí triển khai các hoạt động trên biển an toàn. Trước tình hình đó, Thủ trưởng Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nghiên cứu định hướng mới, mở rộng hướng biển, kết hợp hai nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng. Ngày 17 tháng 3 năm 2012, Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng TCO, Tân Cảng Offshore được thành lập.